Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu một kho vũ khí tại biên giới Syria, tin từ San Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tịch thu hàng ngàn khẩu súng tại một nhà kho gần biên giới Syria và một cơ quan thông tấn địa phương nói rằng số vũ khí này định đưa vô lãnh thổ Syria. Một khúc video của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy số vũ khí gồm 5.000 khẩu súng, từ súng lục tới súng trường trên 10.000 băng đạn nhà kho nằm trong một ngôi làng gần thị trấn Akkakel. Cơ quan thông tấn Đô nói rằng số vũ khí này đang chờ đưa qua Syria và người chủ nhà kho đã bị bắt. Cảnh sát ước tính số vũ khí tịch thu trị giá 1.7 triệu Mỹ Kim. Thổ Nhĩ Kỳ là nước mạnh mẽ ủng hộ dân quân Syria chống tổng thống Bashar al-Assad, nhưng không chấp nhận trang bị cho dân quân, lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến.